Đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân phiên định kỳ tháng 2. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Ngập tràn rác thải ni lông tại các điểm thả cá chép ở thành phố Vinh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin chào buổi sáng của báo Nghệ An bắt đầu với những thông tin thời sự chính trị. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy vừa có buổi tiếp công dân phiên định kỳ tháng 2. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Lê Đức Cường, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Hồ Lê Ngọc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Ngọc Kim Nam, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các ban đảng và một số sở ngành địa phương liên quan. Tại phiên tiếp công dân, bà Phan Thị Hương ở khối 5 phường Quán Bầu, thành phố Vinh đề nghị được hưởng chính sách miễn tiền sử dụng đất đối với đất được giao tái định cư để thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Ninh do chồng bà ông Lê Hồng Thái là thương binh 2/4, đồng thời điều chỉnh giá nơi đi và nơi đến. Đối với vấn đề này, sau khi nghe ý kiến của công dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho rằng công dân vẫn còn những ý kiến chưa đồng thuận, do đó để trả lời công dân một cách thấu đáo, người đứng đầu Tỉnh ủy giao Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác rà soát lại quy trình thực hiện phương án đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường Lê Ninh. Tổ công tác cũng có trách nhiệm rà soát lại xem trong quá trình thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, thành phố Vinh, phường Quán Bầu đã chăm lo cho gia đình chính sách chính đáng chưa. Trên cơ sở đó, tổ báo cáo cho Ủy ban nhân dân tỉnh, trao đổi cụ thể việc giải quyết khiếu nại đối với trường hợp gia đình công dân Phan Thị Hương để báo cáo lại Bí thư Tỉnh ủy và trả lời công dân. Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân Trần Đức Tuyền ở xóm Long Trung, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương. Ông phản ánh các ông Lê Hồng Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Yên và Nguyễn Cảnh Điền, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Yên đang trong thời gian bị kỷ luật vẫn được cơ cấu vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Về vấn đề này, Bí thư Huyện ủy Thanh Chương Nguyễn Hải Dương cho biết, hai cá nhân trên đều đã bị Huyện ủy Thanh Chương có các quyết định kỷ luật đều bằng hình thức cảnh cáo do các sai phạm liên quan đến quản lý và sử dụng đất di tích đền hữu. Riêng nội dung phản ánh các cá nhân này tham ô tham nhũng là không có cơ sở. Đối với việc các ông Lê Hồng Long và Nguyễn Cảnh Điền vẫn được giới thiệu tái cử, bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Yên và hiện giữ các chức vụ lần lượt là Chủ tịch Hội nông dân xã và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, các chức vụ thấp hơn và tương đương so với chức vụ khi bị xử lý kỷ luật là đảm bảo đúng quy định. Theo quy định của Đảng, các cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo về mặt Đảng vẫn được giới thiệu tái cử vào cấp ủy khóa mới. Như vậy, việc giới thiệu các ông Lê Hồng Long và Nguyễn Cảnh Điền vào cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ở Đảng bộ xã Thanh Yên là không sai. Báo cáo của lãnh đạo Huyện ủy Thanh Chương, quy trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ xã Thanh Yên cũng đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, việc giới thiệu hai cán bộ đang bị kỷ luật tái cử đã để lại những băn khoăn. Vì dù theo quy định vẫn được giới thiệu tái cử vào cấp ủy, song cần phải cân nhắc kỹ tình hình thực tế địa phương, thảo luận kỹ lưỡng, nhiều chiều, đảm bảo khách quan, dân chủ. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập tổ công tác kiểm tra, đánh giá lại thật khách quan, xem xét dư luận nhân dân địa phương đối với vấn đề này, qua đó trả lời cho công dân. Quý vị và các bạn, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban nội chính Tỉnh ủy và Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự lễ công bố và trao các quyết định có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Thực hiện công tác cán bộ, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định. Điều động bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, Phó Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu đến nhận công tác tại Ban tuyên giáo Tỉnh ủy và giữ chức Phó trưởng ban. Tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn 5 năm đối với đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An đến nhận công tác tại Ban nội chính Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó trưởng ban. Điều động chỉ định đồng chí Trần Quang Hòa, trưởng phòng nghiệp vụ 3 Ban nội chính Tỉnh ủy tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được phân công bổ nhiệm. Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm tặng quà và chúc Tết các trung tâm, khu điều dưỡng thương binh của tỉnh và gia đình chính sách ở huyện Nghi Lộc. Tại trung tâm điều dưỡng thương binh và khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh, đồng chí Cao Thị Hiền đã động viên cán bộ, nhân viên tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, luôn xem các thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ như người thân của mình. Nhân dịp đón năm mới Tân Sửu 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao tặng món quà và chúc các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và cán bộ nhân viên của hai đơn vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng.
Dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nghi Lộc, gồm hai lão thành cách mạng là cụ Hoàng Văn Bàng ở xóm Quyết Tiến, xã Khánh Hợp, cụ Đặng Thị Hợp ở xóm Kim La, xã Nghi Long và ông Hoàng Mạnh Cường là thương binh nặng ở khối 4 thị trấn Quán Hành. Cùng ngày, đoàn đại biểu Ủy ban Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết cụ Vi Văn Tào, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tương Dương giai đoạn 1980-1990. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu kính mong cụ giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng về đạo đức cho con cháu cùng nhân dân noi theo. Tiếp đó, đoàn thăm và chúc Tết cán bộ nhân dân xã Tam Hợp, một xã biên giới kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn. Đoàn cũng đã đến thăm chúc Tết Tổng đội Thanh niên xung phong 9 đóng trên địa bàn xã, tham gia một số mô hình sản xuất có hiệu quả tại đơn vị. Tại đồn biên phòng Tam Hợp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác đã được lắng nghe báo cáo của đơn vị liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu mong muốn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Tam Hợp tiếp tục giữ vững địa bàn, đảm bảo cho người dân đón Tết an toàn, vui tươi, tập trung quan tâm đến đời sống hậu phương quân đội để cán bộ chiến sĩ an tâm công tác. Tòa Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn vừa đến thăm chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An. Đón tiếp đoàn của Tòa Giám mục có Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long đã chúc mừng về những thành tích xuất sắc mà Công an Nghệ An đã đạt được trong năm qua, đồng thời chia sẻ với những khó khăn vất vả của lực lượng Công an Nghệ An trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn sự bình yên trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị bước sang năm mới Tân Sửu 2021, Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đón năm mới bình yên hạnh phúc. Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ niềm vui mừng khi được đón tiếp đoàn Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đến thăm chúc Tết Công an tỉnh. Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã thông tin đến Giám mục Giáo phận Vinh những thành tích chiến công xuất sắc của Công an Nghệ An trong năm qua, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long và các linh mục đã phối hợp tốt với lực lượng công an trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ an ninh trật tự nói riêng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Thiếu tướng Võ Trọng Hải chúc Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long cùng đoàn mạnh khỏe, hạnh phúc, an lành. Bản tin tiếp tục với thông tin xã hội. Nhằm ngày 23 tháng Chạp, theo quan niệm của người Việt, ông Táo sẽ cưỡi cá chép bay về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng tình hình gia đình trong một năm qua. Thế nên người dân lại đến các điểm ao, hồ, sông để thả cá chép. Phong tục này là nét đẹp trong văn hóa truyền thống với mong muốn cầu bình an, vạn sự như ý trong năm mới. Ở một vài điểm thả cá ven sông Lam, người dân khá ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Sau khi thả cá, các bao ni lông, túi đựng cá đều được bỏ gọn vào thùng rác. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thức được như vậy. Cũng như mọi năm, vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường ở các điểm thả cá, như tại khu vực ven đê Hưng Hòa. Mặc dù các thùng rác đã được trang bị để người dân bỏ túi ni lông sau khi thả cá, tuy nhiên, sức chứa không xuể so với lượng rác thải ni lông quá lớn. Thậm chí, người dân còn tiện tay đốt rác ngay bên bìa sông Lam, gây ô nhiễm nặng. Tại cầu Cửa Tiền cũng xảy ra tình trạng tương tự, người dân ném cá chép từ trên cầu xuống và thản nhiên bỏ lại túi ni lông trên thành cầu. Thậm chí tiện tay thả cả bao ni lông xuống lòng sông Vinh. Hậu quả là lòng sông Vinh tại khu vực cầu Cửa Tiền bồng bềnh rác thải. Bên cạnh đó, sau khi người dân phóng sinh cá chép, ngay lập tức có không ít người chờ sẵn để bắt cá lại. Đây là tình trạng xảy ra nhiều năm trở lại đây, gây không ít bức xúc cho người dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.